Chào bạn, mình là Đức Tài, nhân viên của sửa chữa laptop 24h.com. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về chiếc máy Dell 640 và hướng dẫn các bạn cách thay phím laptop Dell 640 tại nhà. Và để mà thay được bàn phím laptop thì đầu tiên các bạn nên tắt nguồn đi. Tắt nguồn. Và tháo pin. Để đảm bảo tránh các thiết bị chạm chập vào nhau gây cháy nổ. Chúng ta sẽ đợi nó tắt nguồn và chúng ta sẽ tháo pin ra. Ok, chúng ta sẽ tháo pin. Ở phần pin này thì có hai cái chốt. Chúng ta sẽ gạt hai chốt ra một bên. Đấy, khi nào báo đỏ là hai chốt đã được mở. Anh nhấc pin lên và chúng ta sẽ mở laptop. Chúng ta sẽ lấy dụng cụ mở bằng banh nhọn này, banh sẹt. Chúng ta sẽ tháo nhấc những cái ở đây những phần đây có phần nắp đậy của bàn phím thì chúng ta sẽ cậy ra, nhấc thẳng lên. Các bạn lưu ý là cậy từng chỗ một, tránh tình trạng là cậy tắt ra thì cái nắp đậy bàn phím này thì rất là mỏng và dễ gãy. Các bạn nếu mà sơ ý các bạn có thể rất dễ tình trạng là gãy. Ở đây bàn phím thì có hai con ốc này, thì các bạn tháo hai con ốc này ra và nhấc từ trên xuống dưới. Đấy, các bạn thấy cứng tay thì các bạn hãy để ý ở bên chiếc máy này, bên sau đằng sau của nó thì có hai con ốc bàn phím ở đằng sau chiếc máy đây, 1, 2, thì các bạn hãy tháo hai con ốc này ra để tháo được chiếc phím. Đây là hàn ốc chốt giữ phím. Rồi chúng ta mở tiếp màn hình lên và chúng ta nhấc này, tháo cái ốc này ra. Đó, nhấc bàn phím lên. Ở đây thì có một cái cáp bàn phím, thì ở đây có cái chốt đẩy, thì các bạn chỉ cần gạt lên, các bạn rút cáp ra. Quá trình thay phím tại nhà rất là đơn giản. Tháo ra cũng như lắp vào thì các bạn hãy ở đây có 1, 2, 3 cái chốt, 4 cái chốt thì các bạn hãy cho vào 4 cái khớp cắm vào đây. Rồi chúng ta sẽ cắm cáp vào chấu cắm cáp này. Nó để sâu vào cho cáp nó khớp. Và chúng ta sẽ đóng nắp vào. Rồi chúng ta dí các dí bàn phím xuống cho các khớp bàn phím nó ăn ở trên máy và sau đó chúng ta sẽ đóng ốc bàn phím lại. Sau đó thì chúng ta sẽ đóng nắp của bàn phím lại. Đây. Tạm đóng gần nắp bàn phím này cũng có các khớp nên các bạn lưu ý thì đặt các khớp cho nó đều nhau và chúng ta sẽ đặt đều nhau. Rồi chúng ta sẽ dí nhẹ nhàng xuống từng khớp một. Đấy. Rồi. Tiếp sau đó thì chúng ta sẽ đóng lại hai con ốc ở sau mên. Hai nó của sau mê. Và chúng ta sẽ đóng lại pin. Chúng ta đặt ở đây có phần chấu cắm pin. Với chấu cắm trên mên thì chúng ta chỉ đặt khớp ở trên mên. Thì chúng ta đặt sẽ dí xuống là tự khớp. Hai nắp này đóng lại là ok.
Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ mở máy lên để test xem bàn phím có ok hay không. Vậy là quá trình thay phím tại nhà khá là đơn giản phải không các bạn? Quá trình thay phím rất đơn giản. Các bạn có thể mua về ở nhà tự thay, hoặc là nếu các bạn thấy khó khăn thì các bạn có thể mang qua bên mình để mình hỗ trợ thay cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.